Rồi. Khi cả thế giới nó xuống, rõ ràng mắt mình nhìn thấy nó xuống. Mình nhìn thấy điểm nổ nó là xuống. Ngay ban đầu rồi, Axi chân đỏ xuống. Đúng không ạ? Mình bán rồi thì mình khi vào 03 rồi, mình có điểm vào là gì ạ? Là 06, 09, đúng rồi, chuẩn lắm, quá thông minh. Thế thì tập trung vào mà 03, 06, 09 để bán và kỳ vọng là 01. Đúng không ạ? Vậy điểm nổ của chúng ta 10 giờ là short sell. Đúng không? 06, 09. Ok, chờ 06, 09 xem sao. Quá thông minh, thông minh lắm, người thông minh lắm. Những người thông minh thế này nhanh cháy tài khoản lắm, có đúng không? Đúng không? Đúng không? Thế bây giờ tại sao tôi lại không bán ở 01? Bây giờ tại sao tôi lại không bán ở 01 nào? Thế bây giờ tại sao tôi không bán ở 01 nào? Cảnh quen đúng rồi. Người thông minh lắm. Sống sống qua 500 tuổi đâu. Vì sao không bán ở... Vì đã đổi cảnh rồi, nó chưa có 01 đúng không? Quá thông minh. Nhà người thông minh lắm, nhà người rất thông minh, vì nhà người đã biết 1 cộng 1 bằng 2. Rồi 06 nó tập trung vào bán. Rồi thế có một thằng khác nó xem, nó đang hỏi ông già đây này. Nó bảo tại sao ông giữ không giữ ở 01 và 99, tại sao? Nào. Đúng rồi, chuẩn rồi. Tôi hỏi những cái câu nó vô lý thế nhỉ? Chưa hiệp nào cả, đang đói mốc meo, đang cháy, sắp cháy rồi. Bây giờ cái vấn đề vì chưa phá 0,1, nhưng mà những người khác bảo phá 0,1 rồi còn gì nữa? Vì nó đổi cảnh đúng không? Bây giờ là cảnh mới, được chưa? Có thằng bảo thế sao ông biết cái 01 hay sao ông vã từ 06 để nó dìu xuống 01, 99, đúng không? Và ông gồng đi chứ, ông gồng đi chứ. Nhưng tôi bảo không gồng, tôi muốn thoát cảnh cơ. Và nếu nó dầm một phát xuống 99, 96 thì vừa nãy rồi, thì ngon quá. Nhưng mấy phút mà trả được, thì chúng ta buộc phải đổi cảnh mà thôi. Thế bây giờ tại sao chỉ có mỗi một lệnh thôi? Nào, một trình đấy. Bây giờ tại sao chỉ có mỗi một lệnh thôi ạ? À? Đúng rồi, thỏ bông yêu quá. Tên thỏ bông hay nhỉ? Anh đặt tên cho mấy baby là thỏ bông. Vì sao lại có mỗi một lệnh thôi ạ? À? Chốt chốt, cảm ơn em vẫn nhớ anh. Chốt chốt nhé. Vì sao lại chỉ có mỗi một lệnh thôi? Đoán nó về 4, về 01 với 99 thì bán cũ là 03 đi, sao thì... Vì sao lại có mỗi một lệnh thôi ạ? Ông học cái này ấy là tôi không like phát là các cụ cháy hết luôn. Chờ xem cảnh. Cũng đúng. Vì sao ta lại chưa đan được nhỉ? Phải xem cảnh. Vì nó chưa có 06. Thế sao chắc có lên 06 mua mẹ đi. Đúng rồi, chưa tới điểm vào. Chúng ta chỉ biết giá dịch chuyển khi đã vào lệnh, có đúng không? Chúng ta không thể, như kiểu uống rượu tẻ đấy, hay là dự đoán cái gì đó, chúng ta không thể biết lỗ hay lãi khi chưa vào lệnh. Chúng ta chỉ biết được cuộc chơi khi đã vào lệnh thôi, có đúng không? Nào, comment có đúng thế không đã, các cụ?
05.10 đó, vào 06 nhá. Vào rồi biết ngược nhưng mẹ thế đầu thằng nào xui không nhà ấy nhỉ. Vào 06 đi. Khi nào là cắt lỗ? Nào có hai hai câu cần phải thực chiến, đó là gì? Đó là chúng ta chỉ biết lỗ khi vào lệnh thôi, còn không vào lệnh thì thằng nào cũng thông minh như nhau, đúng không? À, 06 vào đi. Chết rồi. 06 vào. Sắp toang rồi, cắt lỗ rồi. Thế sao có thằng không toát mà nó không cắt mà nó cứ phải đúng điểm đấy là tự động nó cắt lỗ? À, nay ông bảo ông đánh thắng 4 tháng rồi, đến ngày cuối thứ 6 hôm vừa rồi 100 giá thì ông cháy hết. Thế nghĩa là ông chưa bao giờ biết cảm giác rút tiền, chưa bao giờ biết quản trị tài chính cá nhân. Đúng rồi, thế nó mới thực chiến, đúng không? Thế nó mới gọi là thực chiến nó khác. Thông minh lắm, người thông minh lắm. Thông minh thế này thì sống trên 100 tuổi là thôi. Thế ông bảo là ông mua 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 mua, thế ông vào lại đi. Đúng không? Cho nên khi mà nhập cảnh ấy, bảo đấy ông bảo lên gì ông vào mua đi. Không thực chiến được, không thực chiến được, không phải không chịu được, cái lúc đấy là thực chiến, cái lúc đấy là không chịu được. Thế ông rõ ràng bảo mua cơ mà, rõ ràng bảo lên cơ mà, lên thì ông mua đi. Thế sau đó chán rồi bảo không, em không mua, em chờ lên đến 18 để em bán, đúng không? Đấy là những cái tư duy của coaching, đúng không? Coaching nó đưa ra cho chúng ta những câu hỏi và những câu trả lời mà buộc và chúng ta rất là cô đơn một mình ta đấy. Lúc mà tôi không nói chuyện với các bạn thì các bạn phải tập nói chuyện với bản thân mình, tại sao lại là 01, tại sao lại 05, tại sao bây giờ mình vào rõ ràng mình bảo mua và mình không tập trung vào mua, mình lại cứ bán. Mình phải trả lời được các câu hỏi đó, vì những cái việc đấy là tôi đang làm thường xuyên đấy. Đúng rồi. Thế thì khi mà mua hoặc là không mua ấy, đúng không, thì nó sẽ có phải điểm vào, đúng không? Nó có điểm vào. Vậy thì điểm dịch chuyển của giá là như đoán là và như nó là mua 108 bán 104 vẫn lãi 40. Vậy thì khi tập trung vào điểm nổ của giá, tức là xác định nó lên là chỉ có một mục tiêu thôi. Thế các bạn nhìn thấy ông Donald đấy, Donald Trump đấy, đúng không? Donald Trump đấy. Mục tiêu là TTT tổng thống, đúng không? Thì xung quanh nó là tất cả các thể loại, đúng không? Sao khiêu râm rồi các thể loại nó vây kín. Nhưng mà chỉ có một mục tiêu thôi. Vậy mục tiêu của chúng ta là short sell. Chúng ta gần như đã nhập cảnh rồi, nhưng không thể nào nói được về phải buy thôi. Vì nếu mà cắt đi nó bào mòn tài khoản rồi. Mà cái trò này nó bào vào gốc nó rất mệt mỏi. Có đúng không? Có đúng không ạ? Chúng ta còn số 10 phút nữa để chúng ta vào khung 10:30. Có đúng không? Ấn số 1 nhá. Sau đó ấn số 10. Có đúng không? Các cụ lại đâu rồi? Nó mà bào vào vào mòn tài khoản rồi nó quá kinh khủng, nó mệt. Thế nên việc coaching ấy là các bạn sẽ thấy được là bất kể sóng sánh nó ra sao, bất kể nó như thế nào, cái việc tôi ngồi vào coaching các bạn ấy, các bạn cố gắng để trò chuyện với bản thân chúng ta.
thì chúng ta mới gọi là tránh được chứ, nổ của giá bão các kiểu chứ. Rồi các bạn xem, cứ yên tâm là sẽ vào bất kỳ hôm nào cũng vào, nhưng phải kiên nhẫn chờ đợi ông già. Vào cái gì cơ? Vào Udemy đi. Udemy nhá. Udemy nói rất rõ đấy. Udemy nhá. Khóa học FX cơ bản với quản trị tài chính cá nhân này. Đặc biệt là đề C 369 này. Xây dựng một chiến lược giao dịch nợ và cơ cấu nợ này. Cái các vấn đề đó. Chứ vào được cái gì? Em hiểu. Nào, comment 0301 nào. Nào, comment 0301 nào. 0301. Bây giờ nó về 03. Nó về 01 thì liệu tôi có đan vào 01 không? Bởi vì tôi đang ít lệnh quá. Nó chưa đan được, đúng không? Vậy nhiệm vụ cần là gì? Các bạn biết tôi cần gì không? Nào, bây giờ câu hỏi tiếp theo là tôi cần gì? Tôi cần gì ạ? À? Tôi cần gì nhỉ? Đúng rồi. Tôi cần có nhiều điểm để đan lệnh. Nào, chúng ta comment đan lệnh đi ạ. Bởi vì sao, nếu nó cứ chạy như này nó sẽ không có điểm đan lệnh này. Đúng không ạ? Không có điểm đan lệnh này. Đúng không? Cho nên điểm đan lệnh là gì nào? Điểm đan lệnh thì nó có điểm đan lệnh ở phần trên, điểm đan lệnh ở phần dưới. Thế nên khi các bạn luyện được hai trạng thái đấy rồi thì các bạn bất bại luôn. Nhưng nếu không có điểm đan lệnh thì chúng ta phải ngồi chờ để xem nó chạy về hướng nào. Nhưng vì nó là hình sin lúc lên lúc xuống, bản thể nó là lừa, cho nên mình mới có nhiều điểm đan lệnh. Mà mình có nhiều điểm đan lệnh thì mình sẽ ok. Đúng rồi. Đây lại một ông bảo là à, anh ơi ăn đủ rồi thì phải kỷ luật hả anh đây. À, thằng này là chặn nó thôi. Bởi vì nó nói câu đấy cũng có thật. Vì nó xem ít quá. Nhiều nhiều bạn hỏi những cái câu đấy ấy, thì thực ra ấy, lúc nào mà like mà mình trò chuyện với các bạn ấy thì các bạn sẽ đỡ, còn không trả lời các bạn lại chửi. Coaching. Không năm, không sáu, không chín, 10 vẫn chu kỳ 10 giá. Thế bây giờ theo phân tích kỹ thuật thì nó là xuống đúng không? Mấy cả làng bảo xuống. Cả làng bán xuống. Cả làng chờ đúng không? Nhưng trong lên có xuống, trong xuống có lên. Vậy tư duy của chúng ta là phải đan được vào. Đúng rồi. Vương chuẩn đấy. Nếu nó là không tưởng, xem làm sao được hết. Đố nó xem luôn. Hàng nghìn 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 làm sao xem được. Hơn 3 năm đâu, mẹ 15 năm chứ lại 3 năm thì ta mới đánh 3 tháng vào live stream cho mày xem. 3 năm kinh nghiệm 3 năm. Làm video từ những năm 2009 nhưng mà không đánh. Hơn 3 năm bao giờ? Ô, thằng này hỏng không? Lại dở rồi.
lộ mẹ hết, vừa đánh 3 tháng livestream bảo lộ mẹ hết. Giờ ông lại tiết lộ có 3 năm đi hỏng rồi, cứ tròn. Làm đéo 3 năm TikTok. TikTok chơi bao lâu rồi? Chơi 2017 giờ cũng đến mãi. Chị giận. Ông nói này lộ mẹ hết ai là tin. Vừa đánh 3 tháng livestream gà vẫn người ta đánh. Chị giận. Ba năm ông nói là 30 năm chém gió, biết chém gió mạnh vào ông thì không, không em cứ bảo 10 năm xem ai đánh thuế, đừng nói thế bọn nó dễ mất mất niềm tin chết dở. Nó bảo ông vừa đánh 3 tuần ông sẽ like cho chúng tôi đánh loạn trưởng mẹ lên cháy là ói lừa đảo nhiều thế. Đấy nói ông Vương yêu thế không vẫn còn cứ cãi. Bảo thầy em vừa đánh 3 tháng thôi, bây giờ vấn đề ở đây là gì? Anh có thật sự mong muốn bất bại hay không? Thế nó mới sướng. Không thì nếu mà lộ thì bảo là thực ra ông ấy có kinh nghiệm 18 năm, bởi vì đéo ai check được, đúng không? Bởi vì bọn nó thế hệ sau đéo check được, mà check được hơi lâu. Nhưng mới chơi TikTok được 3 tuần cho nên like 3 tuần. Kiểu thế, chứ ai đánh thuế được. Nhưng thực ra kinh nghiệm nó là 18 năm rồi. Bốc vét thế. Nếu ai check thì đếm, ai đếm đâu mà. Mạnh mẽ lên. Cái này đánh 15 năm đéo đánh được. Nếu trong trường hợp không ngộ một phương pháp, không đánh nổi chứ bỏ nghề. Cho nên thực chiến nó rất quan trọng, cho nên tầm cao nó phải là coaching đấy. Và tôi đang coaching cho các bạn đấy, đặt ra những câu hỏi đấy. Và hôm nay tôi bắt đầu đẩy các video ấy, anh em đã nhìn thấy video mới chưa, bắt đầu nhìn thấy video mới chưa, bắt đầu nhìn video mới chưa? Udemy này, khóa Udemy này. Các cụ nhìn thấy đấy, vấn đề bây giờ chúng ta cũng chỉ có đan được 3 lệnh thì chúng ta cũng chỉ được thế này thôi, cần phải làm được nhiều lệnh, đan được nhiều lệnh hơn, đúng không? Thế thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là đan lệnh. Udemy đừng quên nhé. Hay ở cái Udemy PR đấy thì cái video ấy, bộ video mới ở cái kênh 24.000 ấy, 24.000 sub ấy là bắt đầu đẩy lên rồi, trông nó cũng hoành tráng ra gì vào này nọ phết đấy. Ừ. Mấy kênh á. À, comment tiếp đi ạ. À, điểm nổ của 10 giá 30 xem xung lực có thế nào. Khung 10 giờ 30, khung M30 bắt đầu thấy là các cây nến là AC chân xanh gọi là liều tì. Bắt đầu có lực đẩy lên nhẹ nhàng các cây nến nhỏ li ti. May thứ hai chúng ta sẽ kết thúc để ngày mai chúng ta sẽ vào tiếp nha, lại coaching tiếp vào ngày mai. Nhưng mà trước khi vào ngày mai để bốc phét nó có tổ chức tiếp thì là chúng ta sẽ phải chờ đợi cái phát này đã, đúng không? Comment số 30 đi các cụ ơi, 30 điểm đổ của giá, comment số 30, comment số 03, comment số 01 đi ạ. Comment số 03, comment số 01, đừng quên Udemy.
Vậy thì ai làm cho ta chiến thắng nào? Câu hỏi tiếp theo. Ai làm cho chúng ta thắng? Ai làm cho chúng ta thắng? Nào, ai làm cho chúng ta thắng à? Mr. Thị trường, Mr. Ngài Ban đúng không? Thế có thằng bảo ngày nào em kiếm được 5%, 10% rồi em nghỉ. Cái đấy có thật không? Cái đấy có thật không nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ sọt sale ở đan ở 03 tiếp theo này. Đan ở 03 tiếp theo, sau đó đan ở 01 tiếp theo này. Kỳ vọng 1999 này, là 22 2299 này. Đấy, đan phát này. Vậy điểm nổ của giá cho chúng ta một cuộc chơi lớn đó là sọt sale đúng không? Các cái mốc của chúng ta để xem xét các điểm để chơi. Cũng 10:30 chưa được mạnh mẽ lắm. Và khi mà chúng ta đan được lệnh rồi, tức là chúng ta hiểu được cảnh, sau đó chúng ta tập trung vào cái việc thoát cảnh. Bây giờ 10:30 các điểm nổ của giá vẫn là tự tin ở sọt sale à? Vậy vùng 04, 06, 09 ta đan vào. Hà Nội ông vào. Hà Nội ông vào. Muộn AH là gì? Mình lắm. Hà Nội ông vào muộn AH là gì? Tao chả hiểu mày nói gì. Một số thằng đã rời bỏ cuộc chơi và nó đi rồi, còn có 170 cụ thôi. Mới đầu có 200 cụ, bây giờ còn có 170 cụ thôi vì các cụ đéo tin. Cụ chán mẹ ơi. Nếu xem là một công việc, xem mà là một sự nghiệp, xem là một công việc hàng ngày thì chúng ta phải tập trung, chúng ta phải đam mê nó.
Hôm qua mới ra bài đam mê đúng không? Đam mê. Comment 0301 đi. Quên Udemy này. Quên nhỏ link LNT. Cái công trình. Ông đã từng đọc các file Udemy miễn phí chưa? Ông có bao giờ tập trung vào không? Ông đã bao giờ vào Udemy bao giờ tôi hỏi thật không ấy? Vì trong đấy có các bài miễn phí, các bài học. Ông đã bao giờ học chưa? Mà tại sao ông học ông không đánh giá 5 sao vào đấy hay ông cho mẹ 1 sao rồi? Chúng bảo ông rất lười. Ngày mai tôi phải like ở cái link lại để xem có khứa mới không, chứ khứa cũ là thôi hút. Khứa cũ mai chặn hết thôi, vừa rồi. Sẽ làm thế nào cho bọn nó không tìm được. Sau đó là té, trốn. Có được không Vương? Đặc biệt là Nhi, Nhi shop này nó ám khỏe rất lâu rồi. Nick nào nó có mặt. Mà nó chưa chán. Được không hả Vương? Thế ai nữa? Một số ông rất chăm học đánh giá 5 sao, nhưng một số ông thì chết mẹ tôi nói về nói bà tám mà nó cậy thế này bảo ngon. Xem cũng là một nghề. Đấy, không trò đố mày dạy ai đấy, vừa nói phát là thôi quả báo luôn, thế nguy hiểm, thế thôi lại không không rời xa anh em nữa, rời xa anh em là anh em cho nó lên là lại sợ, lại ngồi đây đến 2 giờ đêm là học đấy, bây giờ mà nó mắc cho một phát 20 giá thì lại ngồi đến mai, em bảo thôi các trò ơi ở đây chơi với ông già nữa. Ông Sáu lại bảo xem là một nghề, thế là thành Sky à? Sky thì ăn với cày nên. Không ba không một. May nick này bền nhỉ, nó phá tan tất cả những cái vấn đề mức cản, mức mức đóng nhỉ. Nick này rất bền nhưng mọi hôm vẫn nói như này, nhưng mà sao hôm nay nó lại tha cho mình, tối nay chưa bị khóa phát nào, cô thế giỏi luôn. Là vì sao? Anh kinh. À, có khi nay lễ thì sâu bọ. Như này nick cổ, nick lâu một phép này. À, thế là. Chào hiệu, đấy. Kiểu mới đi ăn giết sâu bọ về đúng không? Rồi, 06 phải đan vào xem sao.
6 bán đi. Thì đang bán sản vật lên. Sau khi luận cảnh chúng ta vẫn comment 0301. 0301. Không sáu, không ba, không một, các trạng thái lúc này còn 4 phút nữa để xem điểm mở của giá. Chúng ta comment số 4 nhé, comment số 4. Brand hôm nay dọa FIFA không dự FIFA World Cup. Có xem cảnh là sao? Khoảng 3 phút nữa. Tài khoản 2 phút nữa. Rồi, khung 11, 11 giờ xem sao. Nay các nến nhỏ li ti, ta thấy điểm của cũng rất ít. Đó. Nó không trọn vẹn 10 giá. Điểm chắc chắn này, chắc là ngày mai nó sẽ có những cái cả thế giới chờ lên để bán mà không bán sớm. 1 phút nữa, 11 giờ khung đảo chiều. Con mốc này, ta sẽ thoát được.
là chúng ta vào khung 11 rồi. Điểm 09 để cả xem sao. Nào comment số 11 đi, chúng ta đã vào cảnh 11 giờ, chờ đợi thêm đi ạ. Comment số 11 đi ạ. Tiền được là 09 nữa thì sẽ chuyển. Rồi, đúng rồi, 09 rồi, đã chạy rồi đấy. Và sẽ chuyển 09. Như vậy thang giá của chúng ta từ 03 lên 08. Các vùng đó là 5 giá, 6 giá, chèn 09 và vài. Vậy điểm của giá trong cái khung 10 giờ 30 chúng ta đang nhìn là sell ấy, là bị sai đấy, đúng không? Thị trường cũng muốn tạo ra vùng lừa. Sai. Tập trung để xử lý trong vòng 5 giá. Cảnh luôn nó là cảnh.
Điểm chưa về mà chưa phá thì đề thi hả? Đúng chả. Được. Thế nên cảnh mỗi người là khác đúng không? À, cảnh này chúng ta sẽ làm gì? Công chín hả? 1, 10, 2, 3, 10. Chuẩn bị vào nhá. 1 vào. Thế hôm nay có ông bảo về 7788 đúng không? 8877 đấy đúng không? Nếu bán sớm rồi. Lên như này thì là XSL gần như hết luôn. Nếu bán ấy, nếu bán mà kỳ vọng là 7788 ấy gần như là 10 giá, 15 giá là XSL hết luôn. Có đúng không? Cho nên lý giải cho tại sao phân bổ các vùng không phải bán một điểm mà tốt đâu. Có 18 cách để xây dựng. Nên việc coaching nó rất quan trọng. Mười một đấy nhỉ. Ok. Chúng ta sẽ tôi sẽ tiếp tục để xây tiếp nhá và chờ đợi nhá. Chúng ta có 11 giờ 09 rồi, còn 12 là 21 phút nữa. 21 phút nữa comment số 21 đi ạ. À, comment 21 phút nữa, comment tiếp 0603. Từ 09 rồi chúng ta sẽ giảm tải là còn 0603. Không còn 0301 nữa. Vậy chúng ta còn 0603 xem nào. 0603. Ủa nó biết nhỉ? Kinh quá. Mình quen à.
Chào em. Đúng rồi, 0603 xong 08 hạ 0603. Tập trung vào. 09 vào, 11 vào. Sáu phương ba mà chưa vào, chúng ta còn 20 phút nữa, xem kết cục của trận đấu, xem giảm tải cái 0603 luôn đó. Giờ còn 16 phút nữa để đạt tại mức 11:30. Chúng ta có vùng 11 để chờ đợi xem sao. Để có up mấy cái tốt sinh lên. Chú ý điểm để suy nhé. Không một ba sáu chín áp dụng của trận này. 9-10 và 10-15 và vậy là chúng ta có mốc 0209 là 7 giá. Biên độ 7 giá có sợ không? Biên độ 7 giá là vừa phải đấy đó, chu kỳ số 1 là 10 giá. Và có 09 10 và 11 và inside 3 của cây nến này nó kéo lên tiếp đó. Điểm bán 18. 10 điểm cận 18 à đấy vẫn còn. Vẫn bình thường. Tốt. Nhưng nếu mà hôm nay điểm đỏ giá cho bài cũng tốt hơn đúng không? Mình hôm nay vẫn bám chấp vào cái điểm đỏ sell ấy. Có khả năng là mình cũng sai sót ấy. Điểm đỏ bay mới là chuẩn. Anh ơi, tôi khi trò chuyện mình nếu điểm đỏ bay mà cùng 0204 ấy, là mình đã có 5 giá và mình đã chốt chốt rồi, đúng không? 04 thì mình sẽ có 06, 09 là vừa đẹp. Tất nhiên là nó sẽ kịch bản nhỡ tí. Đó, 11 mình vào. Vậy thì bây giờ 11 và 10 mình vào rồi thì lập tức mình chỉ còn là 06, 03. 09, 06, sorry. Mình sẽ là 09, 06, 11 và mình sẽ có 09, 06. Quá đỉnh. Tôi sẽ phải tập trung để tôi sẽ kiểm tra.
Nay ông Hàn Quốc kia tuyên bố thắng Iraq 4 lần. Còn ông thì huấn luyện viên Iraq phải hạ Việt Nam để giữ mạch toàn thắng. Nè, bị quá. Miền Bắc mưa trở lại từ ngày 15 tháng 6. Chào Quý Nguyên, có em ơi. Vẫn đang like chat mà. Anh đang bán đây, 08, em comment 0603 đi. Đang bán nha. Live stream bình thường, bộ vàng, tarot vẫn bình thường. Để tránh nó bị khóa. Like tránh nó bị khóa. Cuộc chiến bóng và loa tăng nhiệt ở biên giới ngàn triệu cũng thả ra sang bên nhau. Mình.
11 là vào nha. Okay. Lập tức 11 vào, chúng ta sẽ dịch ở thành 0906.13 13 13, úi dồi ôi, thế là 10 giá chu kỳ số 1. Vào 13 nào. Ôi. Nay vào mắc 10 đá xem sao. Vậy khi cài được một cái lệnh là 01, à 01, 03, chúng ta có mốc 13, vậy thì chúng ta có sợ hãi không? Mười ba nhé.
10 giá bình thường thôi. Bình thường thôi nhỉ. Nào, comment 110906 xem nào. 110906. Ủa ơi, 110906. Về 10906 đúng không vậy? Chúng ta đến với khung là 11:30.
À, vâng. Ra 16 phải ra chu kỳ 10 giá exam. Khi bạn ở thế này thì sao? Thì là đúng vậy, vẫn tiếp tục nhé, vẫn tiếp tục đấy. Không sợ, không sợ, không ai theo dõi vẫn theo dõi nha, ai vẫn theo dõi vẫn theo dõi nha, thì lại để dưới nha. Cho nên coaching nó cực kỳ quan trọng, và khi coaching nó quan trọng chúng ta mới thấy được người ta có thể đánh được, nhưng tư duy phải lớn. Như vậy đánh đổi chắc chắn là có đánh đổi rồi, nhưng vì sai thầy có nhiều lần thế cho lại sợ, cho nên cái việc thẩm định mới quan trọng. Thẩm định là quan trọng. Vậy thẩm định bằng cách gì? Thẩm định bằng thực tế, thực dụng, thực tiễn, đúng không? Thẩm định bằng cách gì?
Thì bằng thực hành. Có đúng thế không ạ? Đúng thế không ạ? Cho nên là nước ngoài nó cần coaching. Vậy coaching nó là gì ạ? Là các trạng thái huấn luyện não bộ, lập trình ngôn ngữ tư duy, nó là bản năng gốc đấy. Hay cả đề C1369 đâu mà làm mới vẫn là toát ngay. Thế nhưng mà bảo tất cả nó bao gồm các hệ sinh thái. Thế tại sao có thằng xem trực tiếp tôi thấy hốt vãi đáy luôn. Nó hốt luôn. Nhưng mà đánh này bán mãi bao giờ. Nhưng mà để em mà xem trực tiếp anh mà em ngồi lại em nói chuyện với anh là em cũng là cái người khiêm nhường đấy. Bởi vì rất sốc, đúng không? Cậu mới nghe lời đồn nhiều. Nghe lời đồn nhiều. Cậu mới lại nói xấu nhiều. Chắc là viết trên mạng đầy. Cái thứ hai là chúng ta thích tự đốt thích hơn là để người khác đốt hộ. Tự. Ừ, con người tính chinh phục mà. Đúng thế không? Ban đầu nghe sốc đúng không? Sốc nhiệt đúng không? Chứ lại bon mồm nó đông cộng đồng, đông cộng đồng làm đéo đâu. Đấy mình không nói đến xuất sắc hay không xuất sắc hay là bị nói xấu, cái đấy mình không quan trọng, bởi vì mình cũng xác định được là bất kỳ ai đều có cái đấy, thị phi các thứ. Nhưng ở đây mình muốn nói là một người để chạm vào cùng tần số nhau ấy, để mà cùng bàn bạc công việc của nói chuyện ấy, nghiêm túc ấy, nó là sự tôn trọng nhau ấy. Đầu tiên ông phải tôn trọng tôi đã, ông vào ông nhập cảnh mình tôn trọng tôi, sau đó cùng nghe lắng nghe xem ông nói gì tôi nói gì và cùng so sánh. Cái việc bảo thủ thì thằng nào cũng có tí bảo thủ thôi. Nhưng vấn đề ở đây phải thực lòng với nhau. Đó là sự hiệu quả của tôi và của ông xem như thế nào. Còn ông đã không hiệu quả thì ông phải đổi. Đương nhiên tôi cũng thế. Đúng không? Thế thì ban đầu vào là nó nhìn thấy nó đã ngứa mắt rồi. Đúng không? Nó thấy sốc. Nó sốc óc rồi. Nó bắt đầu nó tổng xỉ vả nó lấy ngu đúng không? Cùng 1 giờ bắt đầu chạm xem. Và đặc biệt là nó phải là số 1. Đúng không? Thế nhưng mà khi mà tôi thấy một ai đó đông hoặc là một ai đó tôi thấy comment rất nhiều hay là gì đấy, tôi vẫn còn xem là tại sao lại như thế. Vậy liệu người ta có lành làm được đánh được hay không? Sau khi phỏng vấn rất nhiều người thì người ta đều nói là ủy thì mình chỉ lý thuyết được thôi, nghe thì sướng lắm, nghe thì rất hay. Cái mô hình ba xếp một xếp chồng như thế rồi các vấn đề về Elliot cũng thế, sướng cũng không thực chiến được. Đúng thế không nào? À, comment 0906 để về nào, có đúng không các cụ ơi? Nên việc coaching huấn luyện não bộ tư duy, sau đó nó đưa ra một số các giải pháp thì này chắc về thôi. À còn cái câu là sứ mệnh 1 triệu chơi đơn thất bại, đúng. Ngay cả cái bộ tarot thôi tôi nằm mơ tôi cũng nghĩ cái đấy, con thằng nói cái đấy nó lại có phản đối kịch liệt luôn. Nhiều người nghe cái bài sướng đúng không? Một lệnh định giang sơn chuẩn từng mm đúng không?
Thế nhưng trong những kỷ niệm chơi đinh của tôi ấy, không biết bao lần tôi thi đấu rồi. Có thằng chat với tôi bảo ok tôi không thi đấu chơi luôn. Tôi cảm ơn gì luôn. Thế nhưng mà nó cũng không dám thi đấu. Toàn SL. SL. Không dám thi đấu kể ba ông ba chứ không sao thi đấu của tôi. Nhưng mình chẳng để làm gì cả. Nhưng sứ mệnh của mình để kích thích thằng nào nghe được cái từ đấy ấy. Nếu mà nó đặt câu hỏi tại sao thằng ấy nó lại nói như vậy, thế thì nó hỏi vì sao. Đấy. Nên sứ mệnh có 1 triệu thì có một thằng, hai thằng ok. Nhưng cái tần số đó để kích thích được nó hỏi đặt ra câu hỏi tại sao đấy các bạn. Có các bạn có bao giờ đặt câu hỏi tại sao anh ấy nói như vậy không? Có bao giờ các em đặt ra câu hỏi tại sao phải ra đi trong sự lịch thiệp không? Hay là tại sao đặt câu hỏi chốt chốt vì sao nói là chốt chốt không? Hay là tại sao nó lại phải gì à? Phải nói là 1 triệu trên đơn bất bại. Có bao giờ các em hỏi không? Chú Quyên đâu rồi, ngủ chưa? Chắc là gà ông già thức để trò chuyện đâu, bây giờ ngủ mất rồi. Ô, đặt ra câu hỏi tại sao không? Nghe cái bán nước một phê không? Đúng không ạ? Nó đều có lý do. Nó đều có cảm quan của nó đều có cái trả giá của nó hết. Sống được ở những cơn bão lớn. Do mà mày kiếm không được tiền có thể chính là vì mày làm. Nhiệt tình là gì? Nhiệt tình cộng với ngu dốt là phá hoại. Có thể yêu nghề, các bạn sẽ thấy ít người yêu nghề. Nó đam mê, nó mê lắm. Vì mê mà vui thì làm việc gì nó cũng không chán luôn. Có thể luận bay sau suốt cả ngày. Tôi đã từng đi mấy trăm km chỉ để nghe một người, người ta nói là biết sử dụng AC. Mà các bạn biết là ông thầy đấy của tôi gọi ông kêu nhóm dậy, ông cho mình đó là chén thánh. Tôi là cái thằng học trò xếp thứ hàng nghìn của ông ấy. Ông ấy đầy học trò, đầy bạn, nhưng mình vẫn tôn trọng ông ấy, đánh trả lời ông. Thế mà mình đi hàng nghìn cây số, hàng mấy trăm cây số để gặp ông. Phải có những cái ngày tháng trả giá luôn.
coaching cho bạn thôi. Về cơ bản bạn phải đã từng xem rất lâu rồi thì mới hiểu được. Còn nói không thì cũng chả để làm gì. Chỉ cho bạn thì khi bạn đã nhập cảnh rồi thì là ok thôi. Với lại tôi phải lấy cái video này để bắt đầu đưa vào cái hệ thống hệ sinh thái, để nếu ai mà có đặt ra những câu hỏi và vô tình chạm vào tôi ấy, thì người ta bỏ thời gian ra nghe thì bắt đầu người ta mới đặt ra các câu hỏi, đặt ra các cái trạng thái đấy để xem nó là gì. Thế là từ đó bắt đầu chúng ta mới thấy được là một trong những cái môi trường ấy, coaching ấy, mà phải kiểm tra được cái phương pháp chuẩn ấy. Cảm ơn mọi người nhé. Ok, chúng ta canh đi. Hết pin thật sự rồi. Như vậy là chúng ta sẽ ở cái trạng thái 11 và chúng ta chốt ở 0906 nhá. Ngủ ngon đi. Mai sẽ báo cáo sau nhá. Mai mai nhá. Cố gắng chốt nhá. Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Tôi có up lại sẽ nghe. Không chín không sáu công việc này.
công việc cũng vậy cho nên sẽ áp rồi nó nói là mua biệt thự là mua nhà đều có một cái lộ trình tiết kiệm một cái lộ trình đúng tôi thích duy trì nó chống được những cái lúc mà rủi ro và làm dài hạn nó đấy là cái duy trì bàng quan với tất cả. Còn tất cả các trạng thái đó sự trách nhiệm là yếu tố quan trọng tất cả mình không ẩu được tất cả những cái gì đấy không ẩu được có phải lịch sử phải đúng đắn chuẩn mực những cốt truyền cốt truyền nếu ai va vào này, sẽ cốt truyền dần dần sẽ thấm được các cái ngộ được nó không đơn giản theo kiểu luôn cứ đóng SLPP thôi mở ra là có nhiều tiền nó không giỏi đơn giản và
2006. Ô sập tên. Cơ hội luôn luôn hiện hữu. Chúng ta sẽ thấy được là 09 06 và thứ ba cơ hội như thế. Và cái thứ nhất là tôi muốn là theo 08 06 làm rất tốt, rất ok. Cơ hội coaching trinh là huấn luyện bản thân mình thêm cái sự tự tin và học, và chúng ta học được những cái điều chỉ từ cuốn chân từ của mình. Giá rất kỳ vọng một số những cái cách qua hiện tại có đêm dương. Và hôm qua là cái mà tôi khó áp lên bốn tiếng bốn lần mình. Rất tốt cho các hiệp đấu liên tiếp ở năm sport. Rất
tự nhiên video này cũng đã để cho chúng ta thì đại đại riêng nó rất tốt không? Cái tự tin và cố trình là yếu tố quan trọng. Và nếu trong trường hợp như này mà chán trường và thông qua các lần khác có lợi được, chắc chắn là chúng ta hoàn toàn có thể cắt đi. Tình đồng một trái mà nó về 09, nó về 06. Đúng không? Thấp nhất. Hoàn toàn có thể cắt. Nên sự sống. Nhưng mà do xu hướng chung, vấn đề nhìn cái cục diện trận đấu so xu hướng chung, từ đó nó tạo sự chung. Hồi để bán, hồi để bán. Hồi để bán. Cho nên xu chung đó là thành bản nó là một không phải. Hướng chính là bản. Cho nên cốt trình này đó còn hướng đến cái niềm tin. Và bây giờ chung 6h30 chúng ta xem cũng là một trong những điều chẳng. Mà khi nó đột qua cái cản này nó còn hoàn toàn phải thứ sáu, thứ sáu hôm qua là cái chuyện nó rất nhiều nếu ai va vào cái video này sẽ học được. Và những cái tỷ lệ như này tức là tỷ lệ nó bắt lỗ rất bình thường. Và thậm chí là những cái vấn đề anh em có thể sẽ được. Tăng động tài vào việc coaching nữa. Bạn sẽ được ai va vào video này. Chân rồi.
Để chúng ta sẽ đến với buổi live tiếp theo nhé. Cái này của công ty sẽ làm.